200 mét nữa, bạn sẽ đến điểm đến của mình. Cái này là sẽ view nhìn sang hồ Đắc Uy. Vẫn là... Bạn đã đến. Đây. Đất của mình là ở ngay bên đây, nhìn sang luôn. Đẹp lắm. Ngay bên cạnh luôn. Ra đi con. Nhà dân này. Ui, ngay nhà dân luôn. Em vừa mới từ chỗ khách sạn đi vào trong cái đường nhựa chính đấy. Là mình đi ra một lúc. Đi xuống đây con. Sao? Đây. Đất của mình là ở đây luôn. Đất của mình là ở ngay cái vị trí này luôn. Ngay cái ghim này luôn. Mình sẽ nhìn view ra. Đây. Chết rồi, vé của bố làm sao ấy. Đây là view hồ này. Chợt mẹ đi xuống nữa rồi chị. View hồ này. Nhà quản lý hồ chứa nước Đắc Y này. Đây là đường đi lên nhà dân này. Nhà dân ấy, xung quanh này đều là nhà dân hết. Đúng là cái đập này mà không mê thì không mê được cái nào. Nhà dân san sát luôn. Mọi người nhìn thấy không? Nhà dân san sát luôn. Mẹ sẽ đi vào mẹ xem. Đây. Dưới này có bến thuyền. Dưới này có một cái bến thuyền. Dưới này có một cái bến thuyền này. Đập xây. Mùa xuân là các mùa lễ hội là mọi người sẽ tổ chức đua thuyền. Rồi là các cái lễ hội ở đây. Đây là view. View này. Cái hồ. Đường này. Đất của mình sẽ là ngay đây view ra. Ngay đây view ra này. Hơn một ha. Hơn một ha. Đây, ngay con thuyền. Ngay bến thuyền luôn. Đây. Thế đất thì nó cũng hơi dốc một tí thôi. Nó bằng phẳng là chính. Nhà bên kia. Đất bên kia. Đó. Thì trên sổ, mình xem trên sổ ấy, xem trên thông tin lên ấy, thì nó sẽ nhìn rõ hơn. Khi mà mình xem đất, mình xem cái vị trí ấy, mà mình ưng rồi thì mình sẽ tiến hành mình gọi địa chính vào, mình đo đạc, mình cắm ranh các thứ. Đây, view hồ đây. Bên kia là trùng trùng điệp điệp này. Đấy. Đấy, đây nhá, đất của mình đấy, nó sẽ view như vậy.